ví như mặt trời chiếu ánh sáng khắp nơi. 26. Bất cầu tam muội, Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các pháp là như quyển như quá, nên chẳng có pháp nào để cầu cả. Lại do đã đoạn hết ái, nên chẳng có chỗ nào để cầu cả. Tam muội này còn được gọi là ái đoạn tam muội. 27. Vô trụ tam muội, Bồ Tát vào tam muội này thấy rõ niệm niệm là vô thường, chẳng nên trú. 28. Vô tâm tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng còn hiện hành các tâm và tâm sở nữa, đây là diệt tận định. 29. Tịnh đăng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được trí huệ thanh tịnh, ví như ngọn đèn ở nơi khuất gió tỏa ánh sáng ổn định vậy, đây là do ly cấu mà được trí huệ thanh tịnh. 30. Vô biên minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này phóng quang minh trọng độ chúng sanh, lại phân biệt rõ biệt tướng và tổng tướng của các pháp, do vậy mà thấy được suốt khắp cả mười phương thế giới, ví như ở trong đêm tối nhờ có ánh sáng đèn mà thấy rõ được các vật. 31. Năng tác minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này có huệ lực làm sáng tỏ các tam muội khác, ví như ánh sáng làm cho các vật hiển lộ ra. 32. Phổ chí minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này khắp chiếu các pháp, ví như viên bảo châu của vị chuyển luân thánh vương chiếu suốt một do tuần, làm cho cả bốn bên đều được chiếu sáng. 33. Kiên tinh chư tam muội, tam muội, Bồ Tát vào tam muội này làm cho các tam muội khác đều trở thành kiên cố thanh tịnh, do vậy mà thường được thanh tịnh, chẳng hề bị cấu nhiễm. 34. Vô cấu minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này ly hết thảy các cấu quế, tam muội này tương ưng với ba giải thoát môn. 35. Quan hỷ tam muội, Bồ Tát vào tam muội này sanh tâm quan hỷ, được quan hỷ lạc. 36. Điện quang tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chiếu rõ đường đi đến vô lượng thế giới, ví như điện chớp chiếu sáng cả bầu trời. 37. Vô tận tam muội, Bồ Tát vào tam muội này thấy rõ các pháp đều bất sanh bất diệt. 38. Quay đức tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được quay đức trang nghiêm. 39. Ly tận tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng thấy các tam muội cùng tận, khiến các quả báo công đức trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp đều được nguyên vẹn chẳng mất. 40. Bất động tam muội, Bồ Tát vào tam muội này ly được các động tướng. Có người vào tứ thiền, do ly hơi thở ra vào mà chẳng còn các động tướng. 41. Bất thối tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng thấy tâm thối thất nơi các tam muội khác, như vậy là được tương ưng với bất thối trí huệ, chẳng còn đọa đảnh nữa. 42. Nhật đăng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này phóng quang minh chiếu khắp các tam muội, ví như mặt trời chiếu khắp tất cả. 43. Nguyệt tịnh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được vô sanh pháp nhẫn, được Phật thọ ký, được trí huệ thanh tịnh, ví như ánh sáng trăng rằm. 44. Tịnh minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được vô ngại trí, chẳng còn bị các pháp làm chướng ngại. Vì sao? Vì tam muội này tâm chẳng còn bị chướng ngại, do được bốn vô ngại trí soi sáng, nên được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, được thật trí huệ như kim cang. 45. Năng chiếu minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này dùng quang minh chiếu rõ các tam muội khác. 46. Tác hành tam muội, Bồ Tát vào tam muội này khiến các tam muội khác đều có chỗ tác hành. 47. Trí tướng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này thấy rõ các hành tướng của các tam muội khác.
48. Như kim cang tam muội, Bồ Tát vào tam muội này thông đạt hết thảy các pháp mà chẳng thấy có vào tam muội. Trước đây đã nói về kim cang tam muội, rồi tiếp theo đó cũng đã nói về kim cang luân tam muội. Nay nói thêm về như kim cang tam muội. Ví như kim cang phá được hết thảy các vật, Bồ Tát vào các tam muội này phá được hết thảy các phiền não, dẹp bỏ hết thảy các chướng ngại, vào vô dư niết bàn chẳng bao giờ còn trông thấy các điều mê ám. Bồ Tát vào các tam muội này được thiên nhãn thông thấy khắp mười phương thế giới. 49. Tâm trụ tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được tâm bất động, chẳng còn bị lay chuyển, chẳng còn bị não loạn, mà vẫn chẳng thấy mình có tâm như vậy. 50. Phổ minh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này khắp thấy quang minh của các tam muội khác. 51. An lập tam muội, Bồ Tát vào tam muội này an lập hết thảy các công đức, ví như núi Tu Di ở giữa biển, dù gió thổi mạnh cả bốn phương mà cũng vẫn được an lập bất động. 52. Bảo tu tam muội, Bồ Tát vào tam muội này biến các cõi nước thành bảy báo. Vì sao? Vì sáu trần bên ngoài là bất định, nên khi vào được thâm thiền định thì có thể biến bản tướng của sáu trần thành ra tướng của bảy báo vậy. 53. Diệu pháp ấn tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được vô ấn pháp, khiến thành tựu được các công đức trí huệ. 54. Pháp đẳng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này quán hết tẩy các pháp đều bình đẳng như nhau. 55. Đoạn hỷ tam muội, Bồ Tát vào tam muội này quán các pháp đều là không, khiến dứt được các niềm hỷ nơi các pháp, nên chẳng còn giấy sanh phiền não kiết sử nữa. 56. Đáo pháp đảnh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này vượt lên trên các tam muội khác, vượt lên tột đảnh núi pháp, nên vô minh phiền não chẳng lay động được. 57. Năng tán tam muội, Bồ Tát vào tam muội này phá được hết thảy các pháp tướng, chẳng còn bị vướng nhiễm. 58. Phân biệt chư pháp cú tam muội, Bồ Tát vào tam muội này phân biệt được các ngôn ngữ danh tự, nên được lạc thuyết vô ngại. 59. Tự đẳng tướng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được tự đẳng của các tam muội. 60. Ly tự tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được ly tự nơi các tam muội. 61. Đoạn duyên tam muội, Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các duyên sanh. Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các duyên sanh pháp đều là rốt ráo không, do đoạn được tâm duyên nên các tâm hành xứ đều diệt. 62. Bất hoại tam muội, Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các pháp rốt ráo là không, nên chẳng thấy có pháp nào biến hoại cả. 63. Vô chủng tướng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng thấy các pháp thuộc về các chủng loại khác nhau, vì biết rõ các pháp chỉ là một tướng, nhất tướng. 64. Vô hành xứ tam muội, Bồ Tát vào tam muội này thấy rõ ba độc tham sân si đều là lửa thiêu đốt chúng sanh trong ba cõi, nên tâm chẳng y chỉ nơi hành xứ của các tam muội. 65. Ly mông muội tam muội, Bồ Tát vào tam muội này xa lìa được di tế vô minh nơi các tam muội. 66. Vô khứ tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng thấy các pháp có đi đến khứ lai. 67. Bất biến chi tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng thấy các tam muội có tướng thay đổi biến dị. 68. Độ duyên tam muội, Bồ Tát vào tam muội này tận diệt các phiền não, vượt qua hết các cảnh duyên của sáu trần, nên cũng vượt qua hết các cảnh duyên của các tam muội. Đây là duyên sanh trí huệ. 69. Tập chư công đức tam muội,
Bồ Tát vào tam muội này chứa nhóm các công đức, sanh tín tâm và trí huệ, khiến sự tu tập được tương tục, chẳng bao giờ ngưng nghỉ, ví như mặt trời chẳng bao giờ ngưng nghỉ chiếu sáng vậy. 70. Trụ vô tâm tam muội, Bồ Tát vào tam muội này chẳng có chủ trú tâm ở nơi các tam muội, chẳng tùy tâm hành, chỉ tùy huệ hành, nên vào được thật tướng pháp. 71. Tịnh diệu qua tam muội, Bồ Tát vào tam muội này khiến các tam muội khác đều được tịnh diệu trang nghiêm tươi đẹp như hoa. 72. Giác ý tam muội, Bồ Tát vào tam muội này khiến các tam muội khác đều trở thành vô lậu, tương ưng với bảy giác chi. 73. Vô lượng biện tam muội, Bồ Tát vào tam muội này được lạc thuyết vô ngại, ở trong một câu nói ra có hàm chứa vô lượng nghĩa. Tam muội này còn được gọi là lạc thuyết biện tài tam muội. 74. Vô đẳng đẳng tam muội, Bồ Tát vào tam muội này quán hết thảy chúng sanh đều là Phật, quán hết thảy pháp đều là Phật pháp. Vô đẳng đẳng tam muội tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. 75. Phân biệt chư pháp tam muội,